Xin chào anh chị đến với kênh Gia Trai Miền Tây. Hôm nay là ngày 2 tháng 2 2024, Gia Trai Miền Tây tiếp tục giao lô một số mã đồ xưa đó nghe mấy anh chị. Là đơn hôm nay cũng chủ yếu là để cho những cái đơn dồn đi hết ha. Chứ mà một cái like đau lòng là những cái đơn mà dồn đơn cuối năm mà bây giờ là gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời, thì những em bán hàng em không có khó khăn gì hết. Nhưng mà những người như vậy thì những khách hàng như vậy thì có lẽ là em cũng không bán nữa hay mấy anh chị. Ví dụ như dồn đơn của em 3-4 tháng trời, có người cả nửa năm, bây giờ gọi điện thoại thì không nghe máy. Có người thì điện thoại thì bây giờ đi làm chỗ này chỗ kia. Thì ví dụ như mình biết là mình đi làm chỗ này chỗ kia, đã biết là có đơn dồn thì cứ xả sớm giùm mẹ cho em. Anh đi làm, anh không có thể nhận hàng thôi, anh xả em bán ra giùm đó. Em cũng rất là vui lòng xả ra bán. Đợi tới giờ cuối năm, đợi khi mà em chủ động gọi thì bắt đầu là đủ lý do hết trơn. Bây giờ em xả ra một cái like mà em xả đồ ra, em sẽ xả ra những cái giá mà rẻ hơn cái giá là em đã bán luôn, bạn cho nó xong hết hết mấy anh chị. Rồi những cái đơn, những cái khách hàng mà xả đơn cuối năm của em vẫn bán tiếp tục qua năm mới, nhưng mà chuyển khoản em mới bán. Là mua hàng em vẫn bán nhưng mà chuyển khoản em mới bán, em sẽ không dồn đơn và em sẽ không COD luôn. Rồi đầu tiên em giao luôn mã số 1, một cái bình chim Vạn Ninh, mình gốm Vạn Ninh nè mấy anh chị ơi, gốm Vạn Ninh rất là đẹp luôn, chiều cao khoảng 35 cm. Tình trạng của nó có mẻ một miếng, bể một miếng bên đây nè, bể một miếng. Cái này mình nếu lành cũng khoảng 2 triệu mấy 3 triệu là còn rẻ hết mấy anh chị, nhưng mà cái này nó bị bể vậy nè, em không có sửa, em không có thợ sửa ha. Em bán bình Vạn Ninh này cho mấy anh chị với giá là 950.000 950.000 cho cái bình gốm Vạn Ninh mã số 1, bao rẻ luôn mấy chị ơi. Tiếp theo mã số 2 là một cái bình trà Lái Thiêu Sơn Thủy. Cái bình trà này khoảng 3 lít, thì cái loại này là loại tầm trung nha mấy anh chị, thường là bình 5 lít, nhưng mà cái bình này là bình 3 lít cũng ít gặp lắm. Chiều cao nó khoảng là 18 cm. Ngày xưa cái lò người ta làm sao mà chúng này nó bị hót miếng nè mấy anh chị. Mấy anh chị thấy không, nhìn cái dáng không rất là hót, nó hót vô một miếng gì đó. Cái này rất là già đồ luôn, già đồ, chiều cao là 18 cm, sao có hiệu lò. Cái dầu nó có bị mẻ, người ta chế lại nè, người ta chế lại, nó không có nắp, có hai cái quai đàng hoàng luôn. Em giao luôn cái bình này chưa từng có giá này luôn, bình 3 lít mà em giao luôn với giá là 400 cho mã số 2. Tiếp theo mã số 3, em lên một cái thốn Nhật. Đây, một cái thốn Nhật giống tích là tiễn bạn qua cầu lắm anh chị ơi nè, có hai người trên cái cầu em nói vậy ha, còn mấy anh chị nào gần tích hơn thì cũng đừng có cừ ha, tại vì em thấy có hai người em nói đại vậy thôi, em cũng không có gần tích lắm nữa, em chuyên về đồ năm bộ thôi. Nhiều đường kính nó là 10.5, đường kính nó là 10.5, chiều cao là 12 cm. Quay tình trạng cụ thể cho mấy anh chị coi. Đây, trên cái nắp nè, đây nó có tóc một đường trên cái nắp như vậy ha, còn có thân hố lành. Đây, hai người trên cây cầu thốn Nhật nha mấy anh chị. Em giao luôn cái thốn Nhật này với giá là 550.000, 550.000 cho cái thốn Nhật mã số 3. Mã số 4 em lên ba cái tô Chiếc Yêu gốm Vạn Ninh nha. Tô này là tô gốm Vạn Ninh nha mấy anh chị. Bình thường em bán cho mấy anh chị Chiếc Yêu Tàu, Chiếc Yêu Nam Bộ ha, này có Chiếc Yêu gốm Vạn Ninh, đường kính là 16.5, tức là tứ quý. Tình trạng nè, chỗ này nó có tè. Đây là cái thứ hai gốm Vạn Ninh đất thứ này. Đây là cái thứ ba. Cái thứ ba này là lành, có chôn có chữ đàng hoàng luôn nha. Em giao luôn ba cái tô Chiếc Yêu gốm Vạn Ninh này với giá là 250.000. 250.000 cho ba cái tô Chiếc Yêu gốm Vạn Ninh mã số 4. Mã số 5, em giao luôn một cái nón hội đồng. Đây, một cái nón hội đồng. Có nhiều anh chị hỏi sao nghỉ sớm, không phải nghỉ sớm mà bây giờ dịch vụ á mấy anh chị, tất cả dịch vụ bây giờ nó bị vỡ chặn á, giống như giao hàng tiết kiệm á mấy anh chị, thấy cái đống hàng như đống núi luôn. Là đồ của nó làm gửi là bây giờ tới gầm á, tới gầm mà chưa chắc là nhận được luôn á mấy anh chị. Thành ra là bắt đầu nó đổ xô những cái mà shop mà đang bán bên giao hàng tiết kiệm, bây giờ đổ xô qua bưu điện với GT rất là nhiều luôn. Hàng bữa nay là em đóng cho mấy anh chị, bình thường là có người lại lấy ha. Bữa nay là không có ai lại lấy luôn mấy anh chị. Bữa nay là mấy em dịch vụ là năn nỉ luôn á, nó là chị ơi chị chở hàng ra giùm cho em đi, bây giờ em tụi em ngồi đây muốn dở trận luôn rồi. Nhưng mà hàng của chị gốm sứ thì chị nên cái ngày hôm nay là cái ngày 22 đó mấy anh chị.
nhưng mà tại vì cái ngày 23 bữa đây em thông báo là ngày 23, thành ra em gác thêm cái ngày 23, mà hàng mà trên 5kg là tụi em đó không nhận luôn á, nên chị giờ này hàng rất là khó khăn, chứ không phải là ăn Tết sớm cho em, mà nếu mà bán ra được 29-30 em vẫn sẵn sàng em bán luôn tới 29-30 cho mấy anh chị đó, nhưng mà không, dịch vụ không nhận hàng nữa, thôi mùng 4 Tết, mùng 4 Tết thì dịch vụ nó chưa có làm lại nha mấy anh chị, mà dịch vụ nó làm lại là mùng 5 là GT mới làm lại, còn bưu điện thì tới đâu tới mùng 9 mới làm lại lận, nhưng mà mùng 4 là em đã khai trương sớm hơn là những dịch vụ luôn đó. Thì cái ngày mùng 4 em sẽ bán, nhưng mà cái ngày đó em sẽ không cho đơn đi được. Tới ngày mùng 5 em sẽ cho đơn đi luôn trong cái ngày mùng 5 ha. Ngày mùng 4 mấy anh chị còn ở nhà mà không đi chơi Tết thì cứ ủng hộ em ha, chứ em cũng không có nghỉ sớm gì đâu. Đường kính chiều dài của cái nón là 34.5, chiều ngang của nó là 29.5. Một cái nón hội đồng xưa. Cái nón này thì nó có tình trạng, em bán cho mấy anh chị đầy co thôi. Trên đây nè, cái bị bở trên đây một miếng nha, chỗ này nó có lụng, bán để đề coi không, tại vì cái nón hội đồng này bây giờ mà hỏi tới cũng khoảng 2 triệu một cái hết mấy anh chị. Em bán cái nón này với giá là 550.000 cho mã số 5. Tiếp theo mã số 6 em lên một cái dầm tàu tùng đình, tức là tùng đình cái dầm tàu, đường kính là 14.8, đường kính là 14.8 nha, đường kính là 14.8 cái dầm tùng đình. Em giao lưu với giá là 1.200.000 cho cái dầm lành. Cái dầm này lành nha mấy anh chị, 1.200.000. Cho mã số 6. Tiếp theo mã số 7 là một cái bình bông mini, siêu mini luôn. Cái bình này là siêu hiếm luôn rồi mấy anh chị, cực kỳ hiếm. Tạo là không được. Chiều cao chỉ có 11.5 thôi. Chiều cao chỉ có 11.5cm cho cái bình sơn thủy này thôi, mà nó lành hoàn hảo luôn mấy anh chị ơi. Em giao lưu cái bình sơn thủy mini, siêu mini này với giá là 350.000. 350.000 cho cái bình mini mã số 7. Tiếp theo mã số 8. Lên 5 cái dĩa con cá lấy thiêu, mà 5 cái dĩa này đẹp lắm. Đây, dĩa cá lấy thiêu còn vẻ đẹp. Mà cái cốt của nó như gớm, giống cái cốt của nó giống gớm Sài Gòn đó mấy anh chị, cái cốt của nó giống như bán sứ luôn nè, cái cốt giống bán sứ, nhưng mà em không chắc ăn đó là đồ Sài Gòn, thành ra em bán cho mấy anh chị em nói là đồ lái thiêu thôi nha. Đường kính là 18.5, còn nếu là đồ Sài Gòn thì mấy anh chị trúng đồ rất là nại sâu luôn nè. Mấy anh chị thường thấy là ngoài sau những cái dĩa con cá ít khi nào nó có vẻ phía sau lắm, chỗ này nó có vẻ nè, cái chôn của nó rất là nhỏ và men nó bóng. Đây cái dĩa con cá vẽ là tỉ tê luôn nè mấy anh chị, vẽ chi tiết lắm luôn nè, rau đồ đủ thứ hết trơn luôn nè, phía sau có luôn nè. Đúng rồi, dĩa cá táo sao kẹp được, mua dĩa cá chép này sao đưa ông cá táo gì trời, hôm nay ngày táo gì trời, mua cá chép nè mấy anh chị ơi. Đây, năm dĩa con cá cực kỳ đẹp luôn, em giao luôn 5 cái dĩa con cá lấy thiên này mã số 8 với giá là 300.000. 300.000 nha mấy anh chị. 300.000 cho 5 cái dĩa con cá mã số 8. Đây, xé cái tên của người, xé tên ta ra chi cũng biết. Đây là hai cái chén nè, dồn nửa năm có mấy anh chị, chồng em xé tên rồi, còn mấy cái đồ mà người ta xả em không xé kìa, để hộp đọc tên lên luôn. Cái này là dồn nửa năm đó mấy anh chị. Đường kính là 10.7, em cũng ngu nữa, 11, tại em thấy khách mua hoài hà, khách mua hoài là lâu quá, em tưởng là khách không có vừa ý món nè, không có vừa ý nữa, thành ra là em cứ để hoài luôn á. Là những khách này là có qua năm mà cũng hộ em tiếp tục nữa thì chỉ chuyển khoản em mới bán thôi. Ơi hồi đưa cái đó lên luôn coi, châu lan kìa, đưa cái châu lan lên luôn. Ờ khỏi xé, để hồi đọc tên luôn, thôi đừng xé, để đây luôn. Mấy cái đơn mà xả đây là cái chén Nhật nha, mộc đỏ, đây mộc đỏ đàng hoàng lành. Đây là một cái chén tứ quý, cái chén tứ quý lành luôn, đường kính là 11, mỏng thấu quang luôn. Hai cái này mà hổm là chốt 500.000 rồi, bây giờ hôm nay đơn cuối năm mà xả ra em bớt lại, em bán hai cái chén này 400.000 thôi. 400.000 cho hai cái chén Nhật lành mã số 9. Những cái đơn mà xả cuối năm là em cho không lâu luôn, em cho cái giá là
chắc ăn là lỗ luôn á, bán ra luôn. Tiếp theo mã số 10, em lên 5 cái chén sông hỷ tàu. Đây cái chén 5 chén sông hỷ tàu, hàng cũ cổ nha mấy anh chị, hàng này cũng trên 2-300 năm, nhưng mà ngày xưa người ta làm bằng thủ công tay nên tránh cái tình trạng không được cái tình trạng là nó đồng lọt là một kích cỡ được. Thành ra mấy anh chị thông cảm về cái vấn đề kích cỡ dùm cho em nha. Thì hàng sâu tuổi thành ra nó có những cái vết nè. Cái đầu tiên thì nó có vảy nha. Đây cái thứ hai, cái chén này rất là lớn luôn, bị vảy hạt gạo. Đây là cái chén thứ ba. Nói chung là 5 cái chén hỷ này rất là đẹp. Đây 5 cái chén hỷ cuối năm luôn anh chị ơi. Ồ cái chén này cực kỳ đẹp luôn nè. Em giao luôn 5 cái chén hỷ tàu này với giá là 400 thôi anh chị, 400 ngàn cho 5 cái chén hỷ mã số 10. Mã số 11 em lên 4 cái muỗng tàu, 4 cái muỗng tàu cổ lầu. Muỗng tàu bán gì có trăm rưỡi trời. Bán giá này là sạch sơn luôn. 13, chiều dài là 13, 14. Đây muỗng tàu mà giá này là chưa từng có luôn. 250, 270 một cái không mấy chị. Còn 4 cái nè, like cuối cùng. Bán 4 cái muỗng tàu cổ lầu này. Giá này lại bao lỗ luôn. Với giá là 600, 150 ngàn một cái, 600 ngàn. 600 ngàn cho 4 cái muỗng tàu cổ lầu, mã số là 11. Mã số 12 đây, tiếp tục. Tiếp tục là hàng dùng đơn xả nè mấy anh chị. Những cái bát rồng hôm qua nói với mấy anh chị là còn hai cái bát rồng cuối cùng của năm đó. Đây, đang dính nọc lại nữa nè. Mấy anh chị mua giùm cho em luôn đi nha. Đây cái bát rồng, mà cái bát này đẹp lắm mấy anh chị. Bát rồng này nó bự nữa, nó bự hơn những cái bát rồng mà thường thường em bán á, 13. Ở dưới còn 3 cái bát rồng nữa kìa. Đợi chuyển khoản bây giờ cho mấy luôn. Cái đó dưới lấy thêm hai cái tô nữa đó. Coi điện thoại lại coi, coi điện thoại lại coi hỏi có chuyển khoản không. Ngọc Linh gì đó. Nè cái bát rồng này nè, mấy anh chị coi đẹp lắm nè. 4 cái bát này là đã dồn đơn lại là 550 ngàn, 550 ngàn dồn đơn lại. Nhưng mà bây giờ điện thoại không bắt máy. Khách cũ luôn đó mấy anh chị, đường kính là 13.5. Và 3 cái bát này còn lành đẹp nữa. Bây giờ em bán cho mấy anh chị 400 ngàn luôn. Em đợi qua tới em bán vẫn có giá nhưng mà thôi. Những cái gì mà không may mắn của cái năm cũ em cho đi hết luôn, lỗ chút xíu không sao. Ba cái bát cái này gọi là cái tô luôn mấy chị, rất là lớn. Lớn, nói chung là cũng lớn á, nó lớn hơn những cái bát em thường hay lên bán. Em bán ba cái tô rồng này với giá là 400, xả lại 150 ngàn á. Xả là 150 ngàn cho bơm hàng. 400 ngàn cho mã số 12. Mã số 13 lên một cái tô cô Tô Thành. Đây, một cái tô cô Tô Thành lỗi men, phía sau có chữ nhóc luôn, có tóc hai đường. Tô này tô rất là bự, tô này tô cũng phần bự, tô thành chữ đấy mấy chị. Giờ này là em mơ là em bán ngày nữa là có người dọn kho rồi. 17 cm, 17 cm, tô khá là to ha, men đẹp luôn. Em giao luôn với giá là 600 ngàn cho cái tô cô Tô Thành, mã số là 13. Mã số 16. Ủa, mã số 14. Đây. Mã số 14. Đây là một cái tô bơm. Đây là một cái tô cũng của khách bơm luôn đây. Hôm trước là 300 ngàn ha. Bán 200 cho mấy chị luôn. Một cái tô gốm Triều Châu. Gốm Triều Châu nha mấy chị, đồ gốm Triều Châu nha. Nếu là bán 300 ngàn rồi đó. Đường kính là 17.5. Hôm nay xả ra 200. Tô này em mua 250 ngàn. Bán lỗ cái tô này 50 ngàn, 200 ngàn cho cái tô gốm Triều Châu, mã số là 14. Mã số 15 giao luôn 4 cái chung môn đào. Chung môn đào bây giờ là em còn không có còn vô bộ nữa, mà chung có quay nó còn không vô bộ nữa, thành ra bán rẻ này cho mấy chị nha. Cái này cái bông nó hơi nhạt, một cái bông đậm nè, nó có bị tóc mờ. Đây, những cái bông màu nhạt nhạt. Khách không đủ đơn mà trong tỉnh Đồng Tháp của em, ngày mai lấy hàng em sẽ bao ship luôn. Em sẽ bao ship khách trong tỉnh ha. Dù cho đơn không đủ em vẫn bao ship cho khách trong tỉnh thôi anh chị. Đây 4 cái chung bông đào này em giao luôn với giá là 200 thôi anh chị. Chung bông đào có quay luôn, giá là 200 cho anh chị dùng đơn dễ lấy đó. 200 ngàn cho 4 chung bông đào, mã số 15. Mã số 16 em lên
đây ba cái dĩa thập trúc nè, mấy chị thấy còn dán giấy không? Ông chồng em ông dở, ông xé ra gặp em lại không có xé rồi. Có mấy cái sao em lên em không có xé kìa. Đường kính 14.3 dĩa thập trúc. Thập trúc tàu nha, dĩa thập trúc tàu. Cái dĩa này hơi bị méo một chút xíu. Cái dĩa này đẹp lắm nè. Nhưng mà phía sau nó có quậy một miếng. Đây, cái dĩa thập trúc. Cái này lành đẹp luôn. Em giao lưu 3 cái dĩa thập trúc tàu này dưới giá là 200. 200 ngàn cho 3 cái dĩa thập trúc tàu 200 là đã xả ra 50 ngàn đó. Bữa đó là chốt 200 ngữ. Giờ em bà em xả ra em còn lại là 200 ngàn cho mã số là 16. Mấy anh chị ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại là 094-885-1135 nha. Tiếp theo mã số 17. Đây, mã số 17. Lên 10 cái dĩa chim hoa hàng lá thiêu, hay còn gọi là dĩa bài thơ hết mấy anh chị. Cái dĩa này là cái dĩa ốc chén nha. Dĩa này dĩa ốc chén cho mấy anh chị. Đường kính là 13. Dĩa này rất là khó kiếm chục. Cái này chủ nhà người ta còn mà bảo quản kỹ lưỡng, không xài mới còn nè. Mấy anh chị nhìn coi, nó đâu có khờn gì đâu. Nó không khờn gì luôn á. Đây, dĩa chim qua. Cái đầu tiên lành, cái thứ hai lành, rõ nét mà đẹp nè mấy anh chị. Nè mấy anh chị thấy không, rõ nét mà đẹp. Đây, đồ trong tủ mà đánh đẹp luôn. 10 cái dĩa này cực kỳ đẹp. Em giao luôn 10 cái dĩa chim hoa này với giá là 400 ngàn thôi mấy chị. Một bài thơ đây luôn, 400 ngàn thôi nha. Giá cuối năm giá này cũng là rẻ hơn bình thường rồi. 400 ngàn cho 10 cái dĩa mã số 17. Mã số 18 em lên một cái ấm lông ẩn tàu cho mấy chị đề co. Đây, bán cho mấy chị đề co luôn. Cái vòi gãy dán lại nha, dưới bị một quai dán lại, cái nắp bị chút xíu chỗ này. Em bán ấm này giá bao lỗ? Em bán bên chị giá là 1.2 triệu. 1.2 triệu, từ xưa đến nay chưa bao giờ có cấp trà lông ẩn nào giá là 1.2 triệu luôn mấy anh chị ơi. Chuẩn tàu đàng hoàng nha mấy anh chị, hàng là hàng chuẩn tàu nha, chứ không phải là bán cái giá đó là hàng mới hay gì nha. Em bao cho mấy anh chị chuẩn đồ nha, giá là 1.2 triệu thôi. Giá 1.2 triệu là không bằng giá em mua cái đó 1.4 triệu đó. Hổng bán 1.5 triệu sao bán like một like mà 1.4 triệu nữa. Bữa đó bị cái nó thiệt, bán đồ này cũng bị đon lắm á mấy anh chị. Em là thiệt thử là đó giờ em cũng không có biết cái vụ mà đi coi bói cái này của kia đâu. Em không có coi bói cái này kia, thật sự là vậy luôn á. Rồi khai trương này kia cứ mùng 4 là em khai trương thôi, bình thường vậy đó. Mà bây giờ là em phải tin luôn á mấy anh chị, phải tin luôn á. Vừa bữa đó up cái like này nè, cái đầu tiên em like cái bình trà này là em like 1.5 triệu, là mua 1.4 triệu, em like lên 1.5 triệu. Khi mà em vừa like xong up lên trong vòng khoảng tầm 2 phút thôi là có khách gọi liền. À, em bán đồ, kênh em bán toàn là đồ dây chai, đồ bể, đồ sức mẻ không, mà em bán sao giá cao vậy? Có ấm trà đó 1.4 triệu vậy, em để cho 400 đi, em để cho 400 ngàn đi, rồi sẽ lấy giùm cho em một món đồ mà em bán em lời 1 triệu một món á. Em nói thiệt với mấy anh chị, chứ em bán một ngày em nghỉ một tháng luôn, tại vì ngày bán 30 mã một món lời 1 triệu như vậy đó là lời tới 30 triệu luôn. 30 triệu là sống một tháng phải ghe luôn á. Là món đồ nào mà em không biết bình tàu nào không chịu là em bị luôn cái bình đó đó. Sao em xả là 1.4 triệu, em like 2 like nữa, cứ một like thứ hai á là bán được 1.4 triệu luôn, đợi khách cộng tới chiều không cộng, tới like thứ ba chồng em like 1.4 triệu luôn mà không chịu. Chào đi con. Ủng hộ cuối năm cho con, chúc mấy cô chú ăn Tết vui vẻ đi con. Chào cô chú ăn Tết vui vẻ. Chào chú Tết vui vẻ nha anh chú. Dạ rồi, cảm ơn con rồi, các mẹ tiếp tục. Tới like thứ ba bán được luôn xong rồi. Mình ăn Tết mới mình nghỉ rồi con, mới bán luôn nghỉ rồi. Thôi rồi tiếp tục đi hết mấy anh chị. Tiếp theo là hôm nay là cái like này là em bán 1.2 triệu là em lỗ 200 ngàn. Lỗ 200 ngàn cộng thêm tiền ship nữa, tiền đóng thùng nữa. Tiếp theo mã 19. Con heo của con đó. Hai con heo bữa hổm cha nó bán 20 triệu rồi đó mấy anh chị. Bán hai con heo 20 triệu đó, em làm chặn làm thượng đem hai con heo về cho em đó. Là tại vì con gái em tuổi con heo.
hai con đó đó là bác 20 triệu đó, ông đem ông đi đổi tiền mỗi đồ gì đó là em phải chuột hai con heo và 20 triệu đó. Mà bởi vì mấy anh chị nhiều khi hỏi em con heo em có bán là vậy á, để là đừng có leo lên đùi mẹ té bể đồ hết, ông ngoại cũng sửa hết. Tiếp theo mã số 19, tiếp theo mã số 19 em lên 10 cái dĩa tứ quý. 10 cái dĩa này nó hơi lớn, nó nặng, em cầm em đưa từ cái hết mấy anh chị. Đường kính là 18.5, mai lan cúc trúc dĩa tứ quý nè mấy anh chị ơi. 10 cái đường kính lớn nha, 10 cái còn rất là đẹp. Bên trong có chữ chữ thọ, chữ hỷ gì em cũng không có gành lắm nữa. 10 cái hôm nay đẹp thiệt luôn mấy anh chị ơi. Những cái dĩa cuối năm này là mua về mà đựng chân quýt gì ha, chân quýt. Đây, quay 10 cái cho mấy anh chị coi nha. Đồ mà em nói ha, bị trả đi trở lại ha, là không bao giờ bán được. Mà trừ khi bán được là phải bán cái giá lỗ mới bán được thôi. Nó có hùn dữ lắm luôn á. 10 cái dĩa tứ quý này em giao lưu với giá là 400 ngàn, đường kính 18.5 nha. Bởi trước khi mấy anh chị dùng đơn á, con kỹ dùm cho em. Cứ em có thể dùng đơn cho mấy anh chị xong rồi đừng có để mà chê lấy xong rồi vài bữa sau cái đổi món khác chơi. Trời ơi, hổng dùng của nó xấu quá. Còn hôm nay đổi là cái đẹp hơn. Tội nghiệp em quá trời, đổi lại là không giờ bán được. Tiếp theo mã số 21, em lên một cái bình chim hoa sông bé. Đây, chim én gọi mùa xuân về là mấy chị ơi, chim én. Hai bên đây có hai con nhìn nhện luôn, hai con nhìn nhện có mọc luôn. Cái bình này cốt của nó là bán sứ nha mấy anh chị, cốt của nó sứ sứ. Chiều cao là 15.5, chiều cao là 15.5. Thì mấy anh chị cũng thông cảm. Thì cái vấn đề là hôm qua em có nói đó, em cầm cái thước nè, khi mà em kéo lên như vậy, nhiều khi nó có chịch chọt, nhiều khi nó 15.5 chứ em kéo lên gì đó nó 16 nữa nè. Cái này là 16, hồi nãy em kéo xuống là em thấy 15.5. Không có để xuống đo chính xác. Hồi trước á em hai lấy cái viết bút lông á, em viết lên, nhưng mà viết lên là về khách không có chùi ga. Chùi trên đồ không ga đó anh chị, thành ra là bây giờ em kéo trực tiếp trên line luôn. Thành ra là có chịch chọt dài cm, dài 0.5 cm gì mấy anh chị cũng không cảm nha. Em giao lưu cái này với giá là 200 ngàn, 200 ngàn cho mã số 20. Tiếp theo mã số 21, lên một cái bình sơn thủy lái thiêu. Đây, cái bình sơn thủy lái thiêu. Cái bình này nó lớn mà ở lại rẻ hơn cái bình nhỏ hồi nãy nè mấy anh chị. Chiều cao là 21.5, chiều cao là 21.5. Tình trạng có tóc nhẹ một đường như vậy, em giao lưu với giá là 300. Nhiều anh chị hỏi em là tại sao ấy, đồ nhỏ mà lại nó mắc hơn đồ lớn. Tại vì đồ không phải là nó lớn là nó sẽ có giá trị cao, là nó đồ nhỏ mà nó vô cái tốp độc á. Cái tốp độc có nghĩa là ví dụ như là cái bình mà 20-23, từ 20 cho từ 20 cho tới 30 gì đó, thì nó đại trà. Nó đại trà nghĩa là người ta sản xuất là khoảng cả ngàn cái luôn. Còn khi những cái nhỏ nhỏ như vậy nè, là người ta lò ngày xưa người ta sản xuất ít, 1000 cái lớn nó ra khoảng 10 cái nhỏ. Thành ra là trên thị trường những cái nhỏ nó rất là ít, thành ra nó vô đồ hiếm là nó sẽ mắc hơn. Thì mấy anh chị em cũng không biết, thì em cũng giải thích cho mấy anh chị vậy thôi. Thì em cũng hỏi những anh em lúc trước em cũng mới vô nghề, em cũng hỏi là tại sao mà đồ nhỏ lại mắc. Thì mấy anh em cũng giải thích như vậy mà em thấy cũng đúng. Thì cái đồ mà mấy anh chị thấy thường ngày nhìn nó nhiều quá, chỗ nào cũng có thì cái giá nó sẽ khác. Còn đồ mà một người nào đó có mà lâu lâu mới có thì giá nó sẽ khác, chứ không phải là đồ nhỏ mà lại bán mắc hơn cái đồ lớn nè bên chị, thấy không? Cái bình này 350 ngàn, cái bình này chỉ có 300 ngàn thôi. 300 ngàn cho mã số là 21. Mã số 22, cái dĩa dồn đơn nửa năm em rất là trung thành. Em có một anh khách là cái dĩa này là bao nhiêu cái dĩa này, dĩa nhỏ này ảnh cũng sẽ lấy hết luôn. Hôm trước em cũng mua cũng rất là nhiều, em mới bán, em mới gửi cho ảnh cái đơn cuối cùng hả, đúng là Bình Dương nè. Em mới gửi cái đơn cuối cùng chẳng 6 cái đó. Nhưng mà cái này lúc đó em lên trên live, khi mà em bán cái 9.5, khi mà em bán cái dĩa này trên live, ảnh mới đặt em. Ảnh mới nói lúc nãy em bán cái dĩa này rồi, ảnh mới nói là khi nào mà có cái dĩa mà đường kính nhỏ như vậy nè, em không có cần lên live bán nữa. Em cứ để lại hết cho anh, là có bao nhiêu em sẽ gửi cho ảnh hết, chứ em không có cần lên live bán. Cái dĩa này đáng lẽ là em sẽ ghép vô, em dồn đơn lâu quá đó mình chị, em sẽ ghép vô em bán cho ảnh luôn. Nhưng mà em không làm như vậy luôn. Em mới gửi cho ảnh cái đơn ngày hôm kia, là em gửi cho ảnh cái đơn cuối cùng đó, là có một lô dĩa này nè mà em không hề gắp vô. Hôm nay em điện lại thì là khách nói là bây giờ khách đi làm xa rồi, ở nhà không có ai nhận. Đây xả ra nè,
chỉ có 150.000 thôi mấy anh chị, 150.000 cái dĩa này mà em không có xả lỗ là được ha, tại cái dĩa này mua hết 120 rồi. 150.000 cho cái dĩa Nhật mini song long màu đỏ, hàng mỏng thấu quang luôn. Like cuối cùng nó hơi nhiều hả mấy anh chị, nhiều cũng hơi bức xúc trong nó chút xíu ha. Mã số 22, mã số 23 em lên một cây đèn đây, một cây đèn Nam Bộ. Dưới đây nó có những cái ánh mặt trời dưới đây nè, nó có khắc những mặt trời dưới đây. Cái này chắc là có thể có cái bóng á mấy anh chị, cái này có thể có bóng á. Em vô lưu với giá là 200.000 cho cây đèn. Mã số là 23. Mã số 24 lên hai cái hũ xanh. Đây có một cái cô nó rất là thích những cái hũ này. Cô về cô nói cô đựng bột nêm, đựng đường gì đó trong cái bếp cô làm ở không gian cô đựng á. Đây, hũ này là hũ xưa nha mấy anh chị, cái hũ này là hũ màu xanh này rất là đẹp nè. Xưa. Rồi em giao lưu hai cái hũ này với giá là 200, cũng có một cái quán cà phê thì đường mua hũ em này nè. Trưng lên một cái dàn đèn led đó mấy anh chị. Lên hũ này đẹp dữ lắm, đẹp luôn mấy anh chị ơi, đẹp cực kỳ luôn á. Mã số là 24, hai cái hũ với giá là 200 nha. Mã số 25, em lên ba cái tô chiếc yêu tàu. Đây. Hôm nay có ba cái tô chiếc yêu tàu. Cũng anh chị hỏi em hoài, anh đặt em chục cái tô chiếc yêu tàu tại sao em bán lắt nhất 1 2 cái, 3 cái, 4 5 cái đâu có đâu mà em đưa cho mấy anh chục. Chứ mà một chục em gói em đưa cho mấy anh chị một chục luôn, em đỡ tốn tiền ship của em. Tại vì dịch vụ nó cũng ký đồng giá với em là từ một, bây giờ thì nó ký hơi lên chút là từ 1 đến 1 ký thì nó em 30.000, còn mà từ hơn trên 1 ký, trên 1 ký đến 3 ký. 1 ký đến 3 ký là bây giờ là nó 36.000, còn từ 3 ký trở lên tới 5 ký đó là nó lên tới là 48.000. Mà hàng của bên chị đâu có khi nào ở dưới 3 ký đâu, hàng gốm sứ nó đo cồng kềnh lắm. Rồi tiếp theo nữa nó là trên 5 ký là mỗi ký lên 6.000. Mà bên chị thấy em lấy mấy anh chị chỉ có 30.000 cho mỗi đơn là em đã hỗ trợ tiền ship cho mấy anh chị rồi. Thì em khi mà em bán một chục cái thì tiền ship nó cũng vậy, mà em bán 3 cái tiền ship nó cũng vậy. Mà 10 đơn vậy là em cũng ngợi được mấy trăm ngàn, mà tại em không có bán, không có để bán, chứ không phải là một ngày em để. Em ở để em lên vài cái hoài cho mất công em. Nè, cái tô chiếc yêu tàu nè. Đầu tiên lành nha mấy anh chị. Cái thứ hai lành. Được, ở đây được cái còn có tiệm thuốc nữa. Tới bắt đầu tới ngày 23 này em nghỉ rồi em quay qua bán thuốc. Bán thuốc mà bệnh hôm gần nửa tháng không hết, em uống hết cái tiệm thuốc em luôn mà không uống không hết, em ghép nghỉ uống luôn. Cái này cái thứ ba. Uống không hết rồi thôi để dành thuốc bán luôn mấy anh chị. Ba cái tô chiếc yêu tàu này em vô luôn với giá là 350.000 thôi. 350.000 cho ba cái tô chiếc yêu tàu, mã số là 25. Mã số 26. Đây, giao lưu 4 cái chung pháp. Đây như đó, hổng cũng có anh nó dặn em một chục cái nè, kiếm hoài không ra, đợi lâu quá anh lấy luôn rồi. Đây, bốn mà cái cạnh miền Bắc của anh là ngày mơi là không thể nào mà hàng đi được nữa. Thành ra là em like là em bán cho em up lên, em có em đưa anh cũng lấy cho chủ Rensi. Rensi nha mấy anh chị, bốn cái chung pháp. Nhưng mà ngày 23 là cạnh miền Bắc là không có còn gửi được nữa. Bốn cái chung pháp này em giao luôn với giá là 350.000. 350.000 cho bốn cái chung pháp, mã số là 26. Mã số 27. Lên bảy cái dĩa hỷ. Đây, bảy cái dĩa hỷ. Bảy cái dĩa hỷ hàng lái thiêu. Đây. Đường kính là 15.5, cái dĩa này tết mà bài tiệc á, đựng dưa kiệu thôi là đựng rau, những dĩa rau nhỏ trên bàn tiệc mà đãi khách có rất nhiều anh chị làm tiệc. Làm tiệc vào ngày tết còn chén dĩa xưa nè, cái dĩa này đẹp lắm luôn. 6 dĩa hỷ. 6 cái dĩa hỷ cái nào cũng đẹp. 6 cái dĩa, 7 cái nha mấy anh chị, 7 cái với giá là 200 thôi, bán mấy anh chị giá là 200 thôi. 200. Đây, 4 dĩa cá màu. Tiếp theo mã số 28, dĩa cá màu. Cá màu này là không có để bán luôn. Cá màu là em lên thường lên bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Cái này cũng dồn đơn rồi. Dồn đơn cho một cái cô nó cũng rất là mê đồ, mà giờ nhắn tin cũng không trả lời nữa. Em nói thiệt luôn, mua bán mà tức nhất cái vụ mà nhắn tin không trả lời. Mấy chị dồn đơn xong của người ta, ví dụ như về cuối năm giờ muốn xả đơn, em nhắn tin mấy ngày trước rồi có lấy hàng hay không này kia cũng báo. Em nhắn ngày này qua ngày nọ, em nhắn 3-4 ngày luôn. Đã xem và không trả lời, giả xem mà không trả lời. Giống như khi dễ thôi em chặn luôn cho rồi. Chứ mà nhắn tin mà dù gì con tin nhắn coi được, mở điện thoại lên. Ờ thôi em xả đơn giùm chị đi, hoặc là em xả đơn giùm cho anh đi cái thì
cũng đỡ quá này, nhắn tin mà không trả lời tức một cái, tức dữ dằn luôn đó Minh Chi, tức đỏ đầu luôn, tết tức mà tết tết này khỏi đi nhuộm tóc rồi còn thành màu đỏ luôn. Đây dĩa con cá màu, bốn dĩa con cá màu, mấy dĩa này lên bao nhiêu lắm đó chị, bán hết trơn rồi. Đây lát chút xíu sao, bốn dĩa con cá màu nè, hôm trước là gồm đơn 200, hôm nay em bán là 150.000, 150.000 cho bốn dĩa con cá màu, mã số là 28. Mã số 29 em lên một cái radio. Hàng radio thì em thua nghe mấy anh chị. Hàng radio mấy chị hỏi em có hát được hay không, hay là sửa chỉnh sửa vậy không biết. Trong cái lô người ta kêu em mua thì em cũng cộng tới cộng lô, em mua đại rồi em lên em bán đại cho mấy anh chị đề co thôi. Em thấy nó còn cái kem ten cái gì nè. Tại vì em bán cũng giá rất là rẻ, giá cũng rất là rẻ nha. Em bán cái radio này với giá là 200 thôi mấy anh chị, để cho mấy anh chị đề co thôi, còn hỏi hỏi về chuyên môn về cái radio đó là em thua luôn nha. Là mã số 29. Mã số 29 rồi ha, tới mã số 30. Mã số 30 đây, bốn cái dĩa màu. Bốn cái dĩa màu. Hôm qua em lên 10 cái dĩa bông hồng. Nó hai bông ha, đường kính là lớn, đường kính nó cũng khoảng 19 20 gì đó. Hôm nay thì cái dĩa này đường kính nó 15.5. 15.5 vẫn là cái dĩa hoa hồng rồi mấy anh chị, nhưng mà 15.5 mà nó vẽ một cái nó nhỏ thành ra nó vẽ một cái thôi ha. Em bán bốn cái dĩa này với giá là 100.000 thôi. 100.000, cái dĩa này mà không dồn đơn được nữa thì còn dĩa nào dồn đơn đây. 100.000 cho mã số 30. Đây bà, mã số 31. Đây. Lên hai cái tô Minh đây. Ngô Minh Đẳng, chú này lớn tuổi rồi. Chú đi đồng. À, con ơi, chú đi đồng. Con dồn cho chú đi. Hai ba bữa giờ chú lấy. Hai ba bữa của chú tới bây giờ là khoảng 2 tháng luôn các anh chị. Hai rồi cứ rồi em cũng cung nữa. Bắt đầu là dồn một cái. Một cái rồi chưa lấy, sao dồn hai cái chưa lấy, còn một đống chai bia luôn kìa. Chai bia, chai nước ngọt gì tùm lum chân luôn. Đây. Là còn tên nè, còn tên luôn mà mấy anh chị thấy không? Giá là 600.000 luôn. Em xả cho mấy anh chị coi. Cái tô Minh, đây cái bát Minh này. Men bóng đẹp mấy anh chị thấy không? Hàng Minh là hàng trên 5-600 năm, rất là sâu tuổi. Đường kính là 13.5. Đây vẫy chút nào. Đồ Minh không có bán mà lên bao nhiêu là chú lấy hết trơn, chừa cho chú hết. Bây giờ không có thể nào mà xả đơn chú hết được luôn các anh chị. Còn cái tô mà, đây cái tô này dán cao nha, cái tô này dán cao. Có bị làm chỗ này một miếng nè. Hai cái tô này nè, mấy anh chị thấy ở trong đây nè. Em ghi là 600.000, không lừa mấy anh chị. Hai tô 600.000, em bán trên đây với giá là 500. Em xả lỗ lợi làm sao một cái tô Minh mà em mua được với giá là 200-250.000. Hôm trước là đã thấy chú lớn tuổi rồi, chú nói chú đi đồng đi ruộng này kia tội nghiệp. Bán trên 600.000, giờ em xả tiếp tục 500.000. 500.000 cho hai cái tô Minh. Hai cái tô Minh, mã số là 31. 32 đây. Tiếp tục. Một cũng là một cái chú 50 mấy tuổi. Bơm hàng một lần bơm hàng, không bán hàng. Không bán hàng nữa, xóa nít không bán hàng nữa. Rồi tới bây giờ là cũng tầm khoảng gần cả năm mà đó mấy anh chị. Tết năm ngoái tới Tết năm nay là bị một cái đơn hàng mà ngay dịp Tết nữa, về bể độ trơn luôn. Hôm nay thôi em bán hàng cho anh lợi đi. Cái ngày đó là anh đi nằm bệnh viện. Ngày đó là anh đi nằm bệnh viện, thành ra là không phải là anh bơm hàng em. À thôi em chấp nhận em bán cho anh. Nhưng mà bán cho anh lần này anh phải cọc lại cho em mới cho hàng đi. Rồi chấp nhận, để lại cho anh đi, chiều anh sẽ chuyển khoản cho em. Xong rồi chiều lại tiếp tục nhắn tin. Thôi có một món, một có 300.000, không tới đâu hết, 300.000 à. Thôi mất công đi ngân hàng nữa, thôi để anh mua 3-4 món rồi bắt đầu anh chuyển khoản cho em luôn. Hôm nay nhắn tin thì, hôm qua nhắn tin thì thôi, đây thôi xả đơn nè mấy anh chị. Gửi hàng, không phải là tự nhiên kêu xả đơn, kêu là thôi gửi hàng đi. Gửi hàng đi anh không có mất công đi chuyển có mấy trăm ngàn. Đã em bị rồi, bơm hàng rồi thì em không thể nào tin tưởng lại lần thứ hai ha. Đây một cái tô chim hàng vải thiêu. Cái tô này rất là to luôn. Tô này to lắm. Thì nó có 7 bên đây. Em giao luôn cái tô chim này với giá là 300.000. 300.000 cho cái tô chim mã số 32. Cái tô này em không bớt được nữa tại vì nó lỗ quá bên chị. Lỗ là mã số 32. Mã số 33. Cho em lên sẵn lên mấy cái gì người ta cù lại còn luôn nè. Đây tiếp tục một cái anh này cũng lớn tuổi. Hai cái tô con gà. Mua dành mua giật luôn nè mấy anh chị. Mua dành mua giật luôn. Hai cái tô nè. Men cực kỳ đẹp, vẽ hai con gà cực kỳ đẹp luôn.
để lại cho anh nghe, để lại cho anh nghe Zalo anh Hưng, cứ để đi uy tín, anh gửi lại cho anh nghe. Hôm nay điện 80 cuộc không nghe máy, nhắn tin Zalo không trả lời, nhắn tin cuối cùng nãy 7 giờ tối chẳng hình xả đơn cho anh. Qua Tết anh mua lại, xin lỗi anh, em vẫn xả đơn cho anh, nhưng qua Tết anh có mua em vẫn bán. Nhưng mà cho nên em nói là anh coi là anh cũng sẽ biết luôn, nhưng mà anh chuyển khoản em mới bán hàng, còn ngoài ra em sẽ không bán hàng cho anh. Đường kính là 16. Đây hai cái tô con gà này, nên chị có hiểu lò luôn, cực kỳ đẹp cho hai cái tô con gà. Bữa nó mua, bữa em lên cái like này biết bao nhiêu người mua luôn, giờ dồn lại tới bây giờ nè, đau lòng không. Bữa đó đem là hai cái tô 350.000 nè, còn giá nè mấy anh chị, em sẽ bán cho mấy anh chị hai cái tô này với giá là 300.000 thôi. 300.000 tô gà, hai tô gà là giá là 300 thôi mấy anh chị. Đây còn mã này tiếp tục là mã số 34, cái này lên mã số 34 đây, châu lan mua cho chồng. Cái này nửa năm có mấy anh chị, đây cái châu ổ, cái lông ổ, lông ổ. Sáng nhắn tin hỏi em ơi giờ hàng của em gửi là cũng cỡ nửa năm rồi đó, em có lấy không, để em hỏi chồng em, rồi tới giờ luôn là không bao giờ bán nữa. Đây hỏi dồn nửa năm nay rồi, bây giờ mới hỏi là rồi còn trách là có hỏi mấy đồ mấy lần mà báo không còn, thành ra là tưởng là xả. Ví dụ như có tưởng có gì cũng báo cho bên shop biết một cái, chứ mình ơi mình tưởng mà đây người ta cứ giữ hàng cho mình hoài như vậy nè, nó kỳ lắm. Trong khi có 200.000 lông ổ nè, hàng chuẩn tàu luôn nè, chuẩn tàu chuẩn cổ luôn, men rạng đều hết trơn, vẫy này một miếng. Mấy anh chị cho em xả đơn cái này, giá là cho mấy anh chị 150.000 luôn nè. Lông ổ 150.000, phụng ổ chứ phụng ổ 150.000. Cái phụng ổ để em viết chữ vô để em quên, em không nhớ mã gì. Mã số 34 ha, phụng ổ. Mã số 35, đây là cũng là cái chú Ngô Minh Đẳng đi đồng nè. Ngô Minh Đẳng cái tô minh của em, giá là 500.000. Cái tô này nó bị chỉ bị lỗi lò bên đây thôi. Em bán cái giá, bán cái giá là để nghỉ Tết luôn, nghỉ Tết năm nay là khỏi sắm đồ Tết luôn, giá là 400.000. Xả luôn 500.000 nè, em xả 400.000 cho cái tô minh. Tô minh mã số 35 nha mấy anh chị. Để em viết vô sổ để em quên. 400.000, giá chưa từng có, nó chỉ bị lỗi lò bên trong thôi, còn ngoài ra là nó lành. Tiếp theo mã số 36. Nhắn sáng trưa chiều tối, chỉ có hai cái dĩa này, dĩa con bướm. Dĩa con bướm này lúc trước là khoảng 100.000, 150.000, 150.000 một cái, mà bán giờ hai cái chỉ có 50.000 cái, hai cái có 100.000, hai cái có 100.000, nhắn tin hoài không trả lời. Phan Lành. Sẵn như đây là không bán nữa, không bán cho em này nữa, nhắn tin không trả lời. Cái lịch sự tối thiểu thôi mấy chị, ví dụ như không lấy, em không lấy cũng không có sao chứ. Hoặc là thôi em không mua được gì nữa, thôi em không lấy thì xả đơn giùm em, xả trước giùm đi. Bây giờ mình chỉ thấy vẽ nguyên cái nhành như luôn nè, đẹp nè. Hai cái dĩa này chỉ giá là 100.000, không bớt được nữa mấy anh chị. Hai cái dĩa ba, mã số là 36, 100.000. Còn bây giờ mà em xả tới sáng luôn mấy anh chị, cũng còn gà chay bia cho nước ngọt đồ quá trời luôn. Bởi vì buôn bán là người gặp người này người khác, gặp người mới hàng, gặp người mua rất là dễ chịu luôn đó mấy anh chị ơi. Thôi hôm nay là cái buổi live cuối cùng ha, rồi em sẽ cho đi đơn hết luôn ha. Cảm ơn mấy anh chị ủng hộ em trong vòng suốt một năm qua. Em chúc mấy anh chị là ăn Tết vui vẻ, an khang thịnh vượng, phát tài nha. Rồi khoảng mùng 4 Tết em bán lại, mấy anh chị ủng hộ em nha. Rồi cảm ơn mấy anh chị ủng hộ rất là nhiều. Đơn 500.000 em sẽ bao ship, đơn dưới 500.000 là em không bao ship nha mấy anh chị. Còn ngày mai là trong tỉnh Đồng Tháp em sẽ bao ship, đủ đơn không đủ đơn gì em cũng bao ship trong tỉnh Đồng Tháp luôn nha. Rồi cảm ơn mấy anh chị ủng hộ rất là nhiều.